Ngọc Oanh xin kính chào quý khán thính giả của Đài Nét VTV. Chào mừng quý vị cùng đến với chương trình Hỏi Đáp cùng bác sĩ. Và ngày hôm nay Ngọc Oanh rất vui mời sự có mặt trở lại của bác sĩ Nguyễn Thúy Phượng, là bác sĩ chuyên khoa về sản phụ khoa, sẽ có mặt để cùng chia sẻ với chúng ta những căn bệnh có liên quan đến chị em phụ nữ. Ngọc Oanh xin gửi lời chào thân mến đến bác sĩ Phượng ạ. Xin kính chào Ngọc Oanh và cũng xin kính chào quý khán thính giả. Dạ vâng. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Phượng nói là sẽ gửi đến cho quý vị một đề tài mà Ngọc Oanh tin chắc rằng là các bà bầu rất là quan tâm. Đó là một cái đề tài rất là được mọi người và đặc biệt là các sản phụ khoa hỏi rất là nhiều, đó là về cái vấn đề là ốm nghén đó thưa bác sĩ Phượng. Thì ngày hôm nay là mình sẽ nói về ốm nghén phải không thưa bác sĩ? Dạ đúng rồi. Dạ vâng, thì câu hỏi đầu tiên Ngọc Oanh muốn hỏi bác sĩ Phượng là tại sao các thai phụ những cái thời gian đầu hay bị ốm nghén? Thì ốm nghén là gì thưa bác sĩ Phượng? Cái từ ốm nghén thì nói chung chung là những cái vấn đề mà liên quan tới nôn mửa khi mà mình mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu. Nhưng mà ốm nghén là một cái từ chung chung thôi, nhưng mà khi mình nói tới cái vấn đề mà nôn mửa trong lúc mang thai thì nó chia làm hai phần. Một là cái nôn mửa mà mình hay thường gặp khoảng chừng 50-90% của những thai phụ, thì cái đó là chỉ là cảm giác nôn mửa thôi, nhưng mà nó không ảnh hưởng tới sức khỏe của người phụ nữ. Nhưng mà có khoảng chừng 3% của các thai phụ sẽ bị cái bệnh gọi là ốm nghén nặng. Thì mình phải phân biệt giữa hai cái đó, một cái là nôn mửa trong lúc thai kỳ và cái ốm nghén nặng, thì mình phải biết là người phụ nữ nào sẽ bị cái loại nào. Nhưng mà cái lý do vì sao mà các thai phụ lại bị ốm nghén? Thực ra về khoa học bây giờ cũng chưa có thực sự tìm ra cái nguyên nhân chính đáng mà nó dẫn tới cái bệnh ốm nghén. Nhưng mà cũng có nhiều cái giải thuyết lắm. Có thể liên quan tới nội tiết tố của người phụ nữ trong lúc mang thai. Nhất là cái nội tiết nó gọi là HCG á. Tại vì cái chất này nó tăng lên trong 3 tháng đầu. Nó tăng từ 6 tuần khi mang thai, 6 tuần của thai kỳ cho tới khoảng chừng 12 tuần, xong rồi sau 12 tuần bắt đầu nó giảm xuống. Thì cái cảm giác mà bị nôn mửa trong lúc mang thai nó cũng tăng dần từ 6 tuần cho tới 12 tuần, xong sau 12 tuần nó cũng giảm dần cho tới khoảng 20 tuần thì nó ngừng. Thì nó cũng tăng lên theo cái độ HCG đó trong máu của người thai phụ, và nó cũng giảm theo cái HCG level đó khi mà nó giảm xuống từ sau 12 tuần. Cho nên dựa vào đó người ta đoán chừng có thể liên quan tới cái HCG. Cái HCG này nó cũng, cái lượng nó cũng cao cho những thai phụ mà có thai đôi, thai ba. Khi người ta mang thai đôi, thai ba thì cái số lượng nó cao hơn bình thường những người mà có thai đôi, mà chỉ có thai một thôi. Thì khi cái số lượng nó cao lên như vậy thì cái nguy cơ nó bị nôn mửa và bị ốm nghén nó cao hơn. Với lại có một cái bệnh nó gọi là molar pregnancy, là một trong những cái thai mà bất thường á, nó làm cũng tăng cái số lượng HCG đó, nó cũng làm cho người phụ nữ dễ bị nôn mửa trong lúc mang thai. Đó là những cái yếu tố, những cái có thể là những cái nguyên nhân mà nó gây nên ốm nghén trong lúc mang thai. Dạ vâng. Có phải rằng là có nhiều người cho rằng là cái người thai phụ bị ốm nghén nhiều hay ít là bởi vì sức khỏe của họ không được khỏe, còn những người khỏe thì có thể rằng là khi họ mang thai họ không có bị ói mửa, thì cái điều đó có đúng không thưa bác sĩ Phượng? Không có nhất thiết đâu. Cái vấn đề mà ốm nghén nó có thể xảy ra bất cứ người nào. Như nãy Phượng nói là cũng rất là thường gặp, là 50-90% của những thai phụ là cũng có một cái triệu chứng mà hơi nôn mửa hoặc là nôn mửa nặng, nặng hơn một chút, thì ít nhất là 50-90% của những thai phụ đó cũng có một chút xíu triệu chứng về nôn mửa trong lúc mang thai. Nhưng mà chỉ có một số nhỏ là bị cái loại nặng mà có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của họ. Dạ vâng. Như bác sĩ Phượng nói rằng là ốm nghén được chia ra thành hai loại. Thì cái loại thông thường mà hầu như các thai phụ đều có thể bị là chắc chắn là ít nhiều cũng phải bị nôn mửa, không nhiều thì ít. Quý vị yên tâm, tại vì chắc là nếu mà ai mà đã từng mang thai rồi thì cái vấn đề này quý vị không cần phải ngạc nhiên. Nhưng mà chúng tôi quan tâm đến cái vấn đề mà ốm nghén mà nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của người thai phụ. Thì bác sĩ Phượng có thể chia sẻ cái tầm ảnh hưởng nó như thế nào đến cái người thai phụ mà nếu mà có cái loại ốm nghén thứ hai, nó gây nguy hại đến sức khỏe của người thai phụ đó. Cái loại mà ốm nghén nặng á, xảy ra khoảng chừng 3% của các thai thai phụ thôi.
Nhưng mà khi bị cái đó nó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ. Là bởi vì làm sao mình phân biệt được hai loại đi ha? Cái quan trọng cái điều đó. Cái loại mà chỉ nôn mửa nhẹ nhẹ trong lúc mà mang thai thôi á, thì thường không ảnh hưởng tới sức khỏe. Chỉ thấy hơi buồn nôn nhưng mà không có ói mửa nhiều. Nếu mà người phụ nữ nào mà ói mửa trên 3 lần trong một ngày mà giảm cân hơn 5% của cái lượng cân của mình trong cái thời gian mà bị ói mửa mà bị giảm cân và có những cái triệu chứng mà có liên quan tới bị mất nước và không có giữ được đồ ăn và chất lượng và cái chất nước, có nghĩa là ăn và uống mà cũng không có giữ được ói ra hết, thì đó là những cái triệu chứng cho mình biết là có thể là bị cái loại mà ốm nghén nặng. Thì khi mà mình bị thiếu nước, mình ói mửa nhiều, mình không có giữ được, không có uống nước được, không có ăn uống được thì mình sẽ bị thiếu nước nè. Nó có thể làm cho mình bị rối loạn về cái electrolyte ở trong máu của mình. Khi làm rối loạn cái chất đó, nó có thể ảnh hưởng tới tim và ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình. Khi mà mình bị thiếu một cái loại chất, một cái số chất mà ở trong máu của mình có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, thì những người phụ nữ đó có nhiều khi cần phải được đưa vô bệnh viện để mà bù đắp lại nước và những cái chất electrolyte để mà mình bù đắp lại, để mà không ảnh hưởng tới sức khỏe của họ. Có nhiều khi họ cần phải được vô nhà thương để truyền nước biển nè, phải cho chất đường nè, cho electrolyte nè, có nhiều khi phải bỏ một cái ống để mà đưa vô cái đường ruột của mình, vô cái bao tử của mình, để mà cho cái đồ ăn rỉ vô trong đó, để mà họ không có bị thiếu dinh dưỡng. Có một số rất là nặng cần phải cho thuốc vô vô nước biển để mà làm cho mình bớt đi, bị không có bị nôn mửa. Dạ vâng, nếu cho mà nói cũng như có vậy thể là thì là có nhiều trường hợp nó gây tới, cũng nguy hiểm tới tính mạng của người mẹ. Nhưng mà nó có, nếu như bác sĩ Phượng nói là ốm nghén cái loại 2 đó là loại nặng đó, thì nó có kéo dài từ tuần này qua tuần nọ, từ tháng này qua tháng nọ cho đến khi người thai phụ đó sanh em bé hay không, hay là chỉ trong một cái thời gian ngắn thôi? Câu hỏi rất hay. Phần lớn những người mà bị ốm nghén chung chung á, là sẽ đỡ sau, là sẽ bị giảm đi sau 12 tuần và từ từ hết đi sau 20 tuần. Cái đó là phần lớn là như vậy. Thì có khoảng chừng 15% á, là có thể bị cái ốm nghén, nó bị nôn mửa đó, cho tới hết cái thai kỳ luôn. Có một số nhỏ là có thể cho tới khi sanh luôn á. Cho nên nó có thể kéo dài. Nhưng mà phần lớn nó tự động nó sẽ hết sau sau 20 tuần. Dạ vâng. Thì Ngọc Anh cũng được biết rằng là ai mà đã từng sanh em bé rồi thì cũng sẽ biết rằng là mình trải qua cái thời kỳ là ốm nghén. Và ốm nghén nặng hay nhẹ thì nó cũng tùy thuộc. Thường như Ngọc Anh cũng đã từng bị, và Ngọc Anh thấy rằng là chỉ trong vòng khoảng chừng 12 tuần trở lại thì bắt đầu nó giảm dần. Sau đó thì cũng đôi khi mình cũng xảy ra, nhưng mà nó không có gây nguy hại gì đến sức khỏe. Nhưng mà Ngọc Anh cũng biết một vài trường hợp người quen của Ngọc Anh là nên kêu họ sanh em bé thêm, họ không dám, mặc dù họ rất là thích, là họ phải nằm trên cái giường bệnh, nằm ở bệnh viện để mà cứ phải truyền nước biển. Ngọc Anh không biết là truyền cái gì, tại vì Ngọc Anh không có về vấn đề bác sĩ, Ngọc Anh không biết, nhưng mà họ nói họ được truyền cái loại nước mà cứ phải nằm ở trên giường như vậy suốt cho đến khi mà sanh em bé. Thì Ngọc Anh nghe, Ngọc Anh cũng hơi thắc mắc là làm cái gì mà dữ dằn như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay thì Ngọc Anh mới được biết rằng là như bác sĩ Phượng đó chia sẻ rằng là đó là cái loại nặng, mà nếu mà chúng ta bị cái loại đó thì thực sự là Ngọc Anh rất lấy làm tiếc. Nếu mà nói như vậy, thưa bác sĩ Phượng, nó có ảnh hưởng gì đến em bé không thưa bác sĩ? Theo như thiên nhiên thì nó cũng có cái hay của nó nha, là em bé nó biết cách, cái thai á, nó rất là biết cách để mà lấy những cái chất bổ và những cái chất cần thiết từ người mẹ. So những người mà thì cái thai thường thường nó không có bị ảnh hưởng cho tới khi nào mà người mẹ thật sự là bị suy dinh dưỡng nhiều lắm. Chứ nó cái thai nhi nó rất rất là hay, là nó biết cách làm sao để lấy chất, những cái chất dinh dưỡng từ người mẹ. Cho nên thường nó không ảnh hưởng tới thai nhi nhiều lắm. Ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ nhiều hơn. Hơi ngoài lề một chút thưa bác sĩ Phượng, tại vì bác sĩ Phượng nói về cái vấn đề ốm nghén, Ngọc Anh chợt nhớ ra rằng là vì Ngọc Anh hỏi bác sĩ Phượng rằng là
khi mà người mẹ bị ốm nghén nặng như vậy thì có ảnh hưởng gì đến thai nhi không? Thì bác sĩ nói là rất là hay là thai nhi có thể tìm những cái chất dinh dưỡng nào đó để nó hấp thụ, và chỉ là cái vấn đề người mẹ thôi. Nhưng mà nếu mà một người mẹ thử chẳng hạn như là bị, chẳng hạn như cái vấn đề là bị tiểu đường chẳng hạn, họ ăn uống phải kiêng khem rất nhiều, thì liệu có đủ dinh dưỡng cho đứa con hay không? À, cái vấn đề mà tiểu đường trong lúc mang thai là một cái đề tài rất là lớn. Cái đó chắc mình phải đợi cho bữa khác mình nói về cái đề tài tiểu đường. Nhưng mà đúng là thực sự là vậy. Khi mà bị tiểu đường sẽ phải bị kiêng cữ, không có được ăn ăn cái chất chất bột nhiều. Thì dĩ nhiên nó cũng ảnh hưởng tới cái phát triển lớn của em bé. Nhưng mà và cái đó là một cái đề tài rất lớn, chắc mình để dành cho bữa khác mình sẽ nói. Kính thưa quý vị biết rồi đó là khi mà mang thai phụ mà có em bé thì chúng ta gặp rất là nhiều rắc rối, và chúng tôi hy vọng rằng sẽ được chia sẻ từng đề tài một để gửi đến cho quý vị, để quý vị có thể có chút ít kinh nghiệm để sau đó mình có thể phòng chống được, và bên cạnh đó cảm thấy không có quá lo lắng như trong cái đề tài này chúng tôi chia sẻ, đó là ốm nghén thưa quý vị. Thì Ngọc Oanh tin chắc rằng là những ai mà bị ốm nghén ngày hôm nay thì được bác sĩ Phượng nói như vậy thì quý vị đừng có quá lo lắng. Rồi quý vị nào mà bị nặng đó thì chắc là phải thăm bác sĩ về em bé thì chắc nhiều hơn một chút, không thưa bác sĩ? Dạ vâng, Ngọc Anh xin phép được tạm ngừng vài giây để giới thiệu đến quý vị các cơ sở thương mại trong chương trình này, và sẽ trở lại với bác sĩ Phượng trong đề tài ốm nghén. Ngọc Oanh xin kính chào quý khán giả của Đài Net VTV. Chào mừng quý vị cùng đến với chương trình Hỏi Đáp cùng Bác sĩ. Và ngày hôm nay Ngọc Oanh rất vui mời sự có mặt trở lại của bác sĩ Nguyễn Tuyết Phượng, là bác sĩ chuyên khoa về sản phụ khoa, sẽ có mặt để cùng chia sẻ với chúng ta những căn bệnh có liên quan đến chị em phụ nữ. Ngọc Oanh xin gửi lời chào thân mến đến bác sĩ Phượng ạ. Xin kính chào Ngọc Oanh và cũng xin kính chào quý khán thính giả. Dạ vâng. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Phượng nói là sẽ gửi đến cho quý vị một đề tài mà Ngọc Oanh tin chắc rằng là các bà bầu rất là quan tâm. Đó là một cái đề tài rất là được mọi người và đặc biệt là các sản phụ khoa hỏi rất là nhiều, đó là về cái vấn đề là ốm nghén đó thưa bác sĩ Phượng. Thì ngày hôm nay là mình sẽ nói về ốm nghén phải không thưa bác sĩ? Dạ đúng rồi. Dạ vâng, thì câu hỏi đầu tiên Ngọc Oanh muốn hỏi bác sĩ Phượng là tại sao các thai phụ những cái thời gian đầu hay bị ốm nghén? Thế thì ốm nghén là gì thưa bác sĩ Phượng? Cái từ ốm nghén thì nói chung chung là những cái vấn đề mà liên quan tới nôn mửa khi mà mình mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu. Nhưng mà ốm nghén là một cái từ chung chung thôi, nhưng mà khi mà nói tới cái vấn đề mà nôn mửa trong lúc mang thai thì nó chia làm hai phần. Một là cái nôn mửa mà mình hay thường gặp khoảng chừng 50-90% của những thai phụ, thì cái đó là chỉ là cảm giác nôn mửa thôi, nhưng mà nó không ảnh hưởng tới sức khỏe của người phụ nữ. Nhưng mà có khoảng chừng 3% của các thai phụ sẽ bị cái bệnh gọi là ốm nghén nặng. Thì mình phải phân biệt giữa hai cái đó, một cái là nôn mửa trong lúc thai kỳ và cái ốm nghén nặng, thì mình phải biết là người phụ nữ nào sẽ bị cái loại nào. Nhưng mà cái lý do vì sao mà các thai phụ lại bị ốm nghén? Thực ra về khoa học bây giờ cũng chưa có thực sự tìm ra cái nguyên nhân chính đáng mà nó dẫn tới cái bệnh ốm nghén. Nhưng mà cũng có nhiều cái giải thuyết lắm. Có thể liên quan tới nội tiết tố của người phụ nữ trong lúc mang thai. Nhất là cái nội tiết nó gọi là HCG á. Tại vì cái chất này nó tăng lên trong 3 tháng đầu. Nó tăng từ 6 tuần khi mang thai, 6 tuần của thai kỳ cho tới khoảng chừng 12 tuần, xong rồi sau 12 tuần bắt đầu nó giảm xuống. Thì cái cảm giác mà bị nôn mửa trong lúc mang thai nó cũng tăng dần từ 6 tuần cho tới 12 tuần, xong sau 12 tuần nó cũng giảm dần cho tới khoảng 20 tuần thì nó ngừng. Thì nó cũng tăng lên theo cái độ HCG đó trong máu của người thai phụ, và nó cũng giảm theo cái HCG level đó khi mà nó giảm xuống từ sau 12 tuần.
Cho nên dựa vào đó người ta đoán chừng có thể liên quan tới cái SCG. Cái SCG này nó cũng, cái lượng nó cũng cao cho những thai phụ mà có thai đôi, thai ba. Khi người ta mang thai đôi, thai ba thì cái số lượng nó cao hơn bình thường những người mà có thai đôi, thai mà chỉ có thai một thôi. Thì khi cái số lượng nó cao lên như vậy thì cái nguy cơ nó bị nôn mửa và bị ốm nghén nó cao hơn. Với lại có một cái bệnh nó gọi là molar pregnancy, là một trong những cái thai mà bất thường á, nó làm cũng tăng cái số lượng SCG đó, nó cũng làm cho người phụ nữ dễ bị nôn mửa trong lúc mang thai. Đó là những cái yếu tố, những cái có thể là những cái nguyên nhân mà nó gây nên ốm nghén trong lúc mang thai. Dạ vâng. Có phải rằng là có nhiều người cho rằng là cái người thai phụ bị ốm nghén nhiều hay ít là bởi vì sức khỏe của họ không được khỏe, còn những người khỏe thì có thể rằng là khi họ mang thai họ không có bị ói mửa, thì cái điều đó có đúng không thưa bác sĩ Phượng? Không có nhất thiết đâu. Cái vấn đề mà ốm nghén nó có thể xảy ra bất cứ người nào. Như nãy Phượng nói là Cúc rất là thường gặp, là 50-90% của những thai phụ là cũng có một cái triệu chứng mà hơi nôn mửa hoặc là nôn mửa nặng, nặng hơn một chút, thì ít nhất là 50-90% của những thai phụ đó cũng có một chút xíu triệu chứng về nôn mửa trong lúc mang thai. Nhưng mà chỉ có một số nhỏ là bị cái loại nặng mà có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của họ. Vâng, như bác sĩ Phượng nói rằng là ốm nghén được chia ra thành hai loại, thì cái loại thông thường mà hầu như các thai phụ đều có thể bị là chắc chắn là ít nhiều cũng phải bị nôn mửa, không nhiều thì ít. Quý vị yên tâm, tại vì chắc là nếu mà ai mà đã từng mang thai rồi thì cái vấn đề này quý vị không cần phải ngạc nhiên. Nhưng mà chúng tôi quan tâm đến cái vấn đề mà ốm nghén mà nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của người thai phụ, thì bác sĩ Phượng có thể chia sẻ cái tầm ảnh hưởng nó như thế nào đến cái người thai phụ mà nếu mà có cái loại ốm nghén thứ hai, nó gây nguy hại đến sức khỏe của người thai phụ đó. Cái loại mà ốm nghén nặng á, xảy ra khoảng chừng 3% của các thai phụ thôi. Nhưng mà khi bị cái đó nó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ. Là bởi vì làm sao mình phân biệt được hai loại đi ha. Cái quan trọng cái điều đó. Cái loại mà chỉ nôn mửa nhẹ nhẹ trong lúc mà mang thai thôi á, thì thường không ảnh hưởng tới sức khỏe. Chỉ thấy hơi buồn nôn nhưng mà không có ói mửa nhiều. Nếu mà người phụ nữ nào mà ói mửa trên 3 lần trong một ngày mà giảm cân hơn 5% của cái lượng cân của mình trong cái thời gian mà bị ói mửa, mà bị giảm cân và có những cái triệu chứng mà có liên quan tới bị mất nước và không có giữ được đồ ăn và chất lượng và cái chất nước, có nghĩa là ăn và uống mà cũng không có giữ được, ói ra hết, thì đó là những cái triệu chứng cho mình biết là có thể là bị cái loại mà ốm nghén nặng. Thì khi mà mình bị thiếu nước, mình ói mửa nhiều, mình không có giữ được, không có uống nước được, không có ăn uống được, thì mình sẽ bị thiếu nước nè. Nó có thể làm cho mình bị rối loạn về cái electrolytes ở trong máu của mình. Khi làm rối loạn cái chất đó, nó có thể ảnh hưởng tới tim và ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình. Khi mà mình bị thiếu một cái loại chất, một cái số chất mà ở trong máu của mình có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, thì những người phụ nữ đó có nhiều khi cần phải được đưa vô bệnh viện để mà bù đắp lại nước và những cái chất electrolyzer để mà mình bù đắp lại, để mà không ảnh hưởng tới sức khỏe của họ. Có nhiều khi họ cần phải được vô nhà thương để truyền nước biển nè, phải cho chất đường nè, cho electrolyzer nè, có nhiều khi phải bỏ một cái ống để mà đưa vô cái đường ruột của mình, vô cái bao tử của mình, để mà cho cái đồ ăn rỉ ở trong đó, để mà họ không có bị thiếu dinh dưỡng. Có một số rất là nặng cần phải cho thuốc vô vô nước biển để mà làm cho mình bớt đi, bị không có bị nôn mửa. Dạ vâng, nếu cho mà nói cũng như có thể là có nhiều trường hợp nó gây tới cũng nguy hiểm tới tính mạng của người mẹ. Nhưng mà nó có, nếu như bác sĩ Phượng nói là ốm nghén cái loại 2 đó là loại nặng đó, thì nó có kéo dài từ tuần này qua tuần nọ, từ tháng này qua tháng nọ cho đến khi người thai phụ đó sanh em bé hay không, hay là chỉ trong một cái thời gian ngắn thôi? Câu hỏi rất hay. Phần lớn những người mà bị ốm nghén chung chung á, là sẽ đỡ sau, là sẽ bị giảm đi sau 12 tuần và từ từ hết đi sau 20 tuần. Cái đó là phần lớn là như vậy. Thì có khoảng chừng 15% á, là có thể bị cái ốm nghén, nó bị nôn mửa đó, cho tới hết cái thai kỳ luôn.
có một số nhỏ là có thể cho tới khi sanh luôn á, cho nên nó có thể kéo dài, nhưng mà phần lớn là tự động nó sẽ hết sau sau 20 tuần. Dạ vâng, thì Ngọc Oanh cũng được biết rằng là ai mà đã từng sanh em bé rồi thì cũng sẽ biết rằng là mình trải qua cái thời kỳ là ốm nghén, và ốm nghén nặng hay nhẹ thì nó cũng tùy thuộc. Thôi như Ngọc Oanh cũng đã từng bị, và Ngọc Oanh thấy rằng là chỉ trong vòng khoảng chừng 12 tuần trở lại thì bắt đầu nó giảm dần. Sau đó thì cũng đôi khi mình cũng xảy ra, nhưng mà nó không có gây nguy hại gì đến sức khỏe. Nhưng mà Ngọc Oanh cũng biết một vài trường hợp người quen của Ngọc Oanh là nên kêu họ sanh em bé thêm, họ không dám, mặc dù họ rất là thích, là họ phải nằm trên cái giường bệnh, nằm ở bệnh viện để mà cứ phải truyền nước biển. Ngọc Anh không biết là truyền cái gì, tại vì Ngọc Anh không có về vấn đề bác sĩ, Ngọc Anh không biết, nhưng mà họ nói họ được truyền cái loại nước mà cứ phải nằm ở trên giường như vậy suốt cho đến khi mà sanh em bé. Thì Ngọc Anh nghe Ngọc Anh cũng hơi thắc mắc là làm cái gì mà dữ dằn như vậy, nhưng mà ngày hôm nay thì Ngọc Anh mới được biết rằng là như bác sĩ Phượng đó chia sẻ rằng là đó là cái loại nặng, mà nếu mà chúng ta bị cái loại đó thì thực sự là Ngọc Anh rất lấy làm tiếc. Nếu mà nói như vậy thưa bác sĩ Phượng, nó có ảnh hưởng gì đến em bé không thưa bác sĩ? Theo như thiên nhiên thì nó cũng có cái hay của nó nha, là em bé nó biết cách, cái thai á, nó rất là biết cách để mà lấy những cái chất bổ và những cái chất cần thiết từ người mẹ. So những người mà thì cái thai thường thường nó không có bị ảnh hưởng cho tới khi nào mà người mẹ thực sự là bị suy dinh dưỡng nhiều lắm. Chứ nó cái thai nhi nó rất rất là hay là nó biết cách làm sao để lấy chất, những cái chất dinh dưỡng từ người mẹ. Cho nên thường nó không ảnh hưởng tới thai nhi nhiều lắm, ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ nhiều hơn. Hơi ngoài lề một chút thưa bác sĩ Phượng, tại vì bác sĩ Phượng nói về cái vấn đề ốm nghén, Ngọc Anh chợt nhớ ra rằng là vì Ngọc Anh hỏi bác sĩ Phượng rằng là khi mà người mẹ bị ốm nghén nặng như vậy thì có ảnh hưởng gì đến thai nhi không, thì bác sĩ nói là rất là hay là thai nhi có thể tìm những cái chất dinh dưỡng nào đó để nó hấp thụ, và chỉ là cái vấn đề người mẹ thôi. Nhưng mà nếu mà một người mẹ thử chẳng hạn như là bị, chẳng hạn như cái vấn đề là bị tiểu đường chẳng hạn, họ ăn uống phải kiêng khem rất nhiều, thì liệu có đủ dinh dưỡng cho đứa con hay không? Cái vấn đề mà tiểu đường trong lúc mang thai là một cái đề tài rất là lớn. Cái đó chắc mình phải đợi cái bữa khác mình nói về cái đề tài tiểu đường. Nhưng mà đúng là thực sự là vậy, khi mà bị tiểu đường sẽ phải bị kiêng cữ, không có được ăn ăn cái chất chất bột nhiều, thì nó, dĩ nhiên nó cũng ảnh hưởng tới cái phát triển lớn của em bé. Nhưng mà cái đó là một cái đề tài rất lớn, chắc mình để dành cho bữa khác sẽ nói. Dạ vâng. Kính thưa quý vị biết rồi đó, là khi mà mang thai phụ mà có em bé thì chúng ta gặp rất là nhiều rắc rối, và chúng tôi hy vọng rằng sẽ được chia sẻ từng đề tài một để gửi đến cho quý vị, để quý vị có thể có chút ít kinh nghiệm để sau đó mình có thể phòng chống được, và bên cạnh đó cảm thấy không có quá lo lắng như trong cái đề tài này chúng tôi chia sẻ, đó là ốm nghén. Thưa quý vị, thì Ngọc Anh tin chắc rằng là những ai mà bị ốm nghén ngày hôm nay thì được bác sĩ Phượng nói như vậy thì quý vị đừng có quá lo lắng. Rồi quý vị nào mà bị nặng đó thì chắc là phải thăm bác sĩ về em bé thì chắc nhiều hơn một chút, không thưa bác sĩ? Dạ vâng, Ngọc Anh xin phép được tạm ngừng vài giây để giới thiệu đến quý vị các cơ sở thương mại trong chương trình này, và sẽ trở lại với bác sĩ Phượng trong đề tài ốm nghén.